Toa số 3 coi. Toa số mấy rồi? Toa số 3 các bạn ơi. Đây là toa số 4 rồi mà. Đây là đang toa 34. 34 thì đứng ở đây. Em mình đang ghế ngồi giờ đang đợi tàu đến các bạn nha. Đâu? Việc thử chạy ra kia có phải có toa 34 không? Toa 56. Toa mấy? Và mình đang đứng ở toa 34 các bạn ạ, đang đợi tàu các bạn nha. Mình đang đợi tàu. Tàu sắp đến rồi. Một chiếc ở kia. Đấy, tàu sẽ chạy từ đây ra các bạn. Đấy, tàu đang đến, đang sáng sáng. Đấy, thấy không? Tàu chuẩn bị đến rồi các bạn ơi. Tàu chuẩn bị đến. Mình sẽ đi xếp xuống đây để đợi tàu. Rồi mình sẽ đứng ở đây. Mình sẽ đứng ở đây. Đấy đấy đấy, tàu đang đến các bạn ơi. Tàu bốc kèm đang đến. Đấy, các bạn thấy nó đỏ không? Mình nghe thấy nó xịt Việt ra đây, xịt ra đây. Đấy, tàu xịt ra đây, xịt ra đây Việt. Tàu tới. Rồi đây, tàu đến rồi các bạn này, đấy. Chặt. Bẹt. Đó. Toa 4 đây, toa 3 đây. Toa 3 đâu anh ơi? Đây. Đây, mình sẽ lên toa 3. Lên toa 3 chú ơi. Ta sẽ lên toa 3 anh chị ơi. Đây. Ba vé. Từ từ con. Để chú dẫn bên phải trái. Phòng đầu tiên. Phòng đầu tiên luôn hả? Phòng đầu tiên. Đây. Có phòng. Quay tên. Phòng này. Phòng nghỉ. Phòng đầu tiên. Đây. Ở đây không ta? Đây phòng này. Nó có số. Đang ngó à, số. Tối giường 5. Dạ. Phòng này nha. Biết là trong đây đi đâu ấy. Phải không? Nghe đi. Vào đi coi. Không. Phòng này nha. Chào các bạn, giờ mình ngủ đi. Tí nữa mình đến Nha Trang. Chào các bạn tiếp nha. Giờ tàu đang chạy nè các bạn ạ. Đó, vèo. Đó, mình thì ngủ dưới phòng này nha các bạn nha. Đây.
Chưa đi rồi đã full rồi. Tiếp. Say à? Say. Vợ em say à? Dạ. Này các bạn nào mình ngủ đi. Bé Phương ơi, có phải can chuẩn bị đi nhờ trên bà đây? Bye bye. Mời các bạn ăn nhé. Mời các bạn ăn bánh giò nha. Bánh giò này các bạn. Trên xe lửa bánh đấy. Xe lửa dùng đi ở ngoài. Giờ ăn đấy rồi. Mình đến phòng rồi giờ. Mình đi phim phòng cho các bạn coi. Rồi mình đến. Mình đến khách sạn rồi nha. Mình đến khách sạn rồi nha. Và đây là cái giường. Ở đây là cái giường nha các bạn nha. Cái giường gầu đỏ. Có gối này. Hai cái gối xanh. Hai cái ghế trắng. Rồi, phòng thì có ghế này. Có hai cái ghế. Đó, cái ghế, có tivi nè. Có một cái tivi to. Rồi. Có cái bàn trang điểm gì không? Ở trên có bàn trang điểm đó, rồi. Có một cái tủ này. Nhưng mà bàn trang điểm có cái gương. Rồi. Ui, cái tủ có cái két sắt. Ừ, rồi, nghe ngoài. Két sắt là đựng giấy. Rồi, tiếp tục nha. Bên kia là phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh các bạn nha. Đó. Đây là cái bồn rửa mặt. Đó, bồn rửa mặt, rất là đầy đủ cho các bạn nha. Phòng này là phòng 2. Phòng này là phòng 250 cho các bạn nha. Rồi, tí nữa mình đi chơi mình sẽ review tiếp cho các bạn coi nha. Tí nữa mình đi chơi mình sẽ review tiếp cho các bạn coi nha. Nhưng mà trước khi đi chơi mình sẽ cho các bạn xem sân thượng. Sân thượng. Này nó có cả sân thượng luôn nghe các bạn nha. À, tí nữa buổi sáng mình sẽ cho các bạn coi. Tí nữa buổi sáng mình sẽ cho các bạn coi. Đây. Giờ đi ngủ. Giờ mình sẽ đi ngủ. Đi